huy hôn, chém đầu rồi, chúng ta chém đầu. Bật rất cao với tụi tay đó mà xuống ui vâng Thank you.
có nhiều anh ơi, của Thanh Thịnh và Dương Minh. Khoảng cách chỉ có một điểm nữa thôi. Thái Hưng. Bây giờ là anh ở sân Thank you.
Ok, cảm ơn chị. Tôi định đoán là tôi tới thì mình sẽ đưa cho đối phương các cái máy hay hơn để mọi người là theo dõi nếu tôi bị rõ vừa rồi thì mình cũng có quay nhưng mà tiếp là phải đến đó đã bị rồi nên chưa có bluetooth thôi là cầu bluetooth này cầu bluetooth rồi ai đã có thấy trên cái bảng để thông quan ở trên sân gì biển bluetooth đấy là bluetooth là một nhãn hiệu của Việt Nam nha thì mọi người có thể không có lấy thì có rất nhiều các áo cũng là bao nhiêu